Mới đây, các chi cục kiểm dịch thực vật vùng 1 và vùng 2 thuộc Cục Bảo vệ Thực vật đã ra công văn yêu cầu các doanh nghiệp kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 phải tái xuất các lô hàng có vật thể thuộc diện kiểm dịch bị nhiễm dịch cỏ dại Sersium avens, tức là cỏ kế đồng. Loại cỏ này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xếp vào nhóm dịch hại thực vật tại Việt Nam vào năm 2014. Tuy nhiên, lệnh cấm này đang nhận nhiều phản ứng gay gắt của các doanh nghiệp nhập khẩu lúa mì trong nước. Theo các doanh nghiệp, hiện có rất nhiều đơn hàng lúa mì đang về Việt Nam trong tháng 11 tới. Cứ mỗi chuyến tàu chở 30.000 đến 50.000 tấn, trị giá 20 triệu đô la Mỹ, tức là gần 500 tỷ đồng. Nếu lệnh cấm được thực thi, doanh nghiệp sẽ mất đi một số tiền lớn. Chưa kể, việc tái xuất hàng trở lại nước đã nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ phải chịu tiền phạt theo cam kết trong hợp đồng. Nếu một chuyến tàu đó muốn đi nhanh thì phải bỏ thêm dầu vô, mỗi một tấn hàng như vậy phải trả 10 đến 15 đồng. 10 đến 15 đô thì so với lại cái giá thì nó khoảng chừng 5% về giá thành. Thì thử hỏi bây giờ ở một cái doanh nghiệp đi ra ngoài cạnh tranh về một bột mì 100-200 đồng một ký thì tương đương là khoảng 5 đô đến 10 đô đã là rất là khó khăn, cày trật và để kiếm khách hàng. Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã nhập gần 4 triệu tấn lúa mì. Trong đó phát hiện 1,2 triệu tấn lúa mì nhập khẩu từ Nga, Mỹ và Canada nhiễm cỏ kế đồng. Con số này ngày càng tăng. Đây chính là lý do Cục Bảo vệ Thực vật yêu cầu tái xuất đối với các lô hàng có nhiễm cỏ kế đồng từ ngày 1 tháng 11 năm 2018. Tuy nhiên, nhiều năm qua, việc xử lý loại cỏ này vẫn được các doanh nghiệp lọc bỏ và tiêu hủy dưới sự giám sát của cơ quan chức năng. Từ khi bốc hàng từ cảng, phải bảo quản làm sao đó tránh lây lan, lây nhiễm ra môi trường xung quanh. Và khi về đến công ty thì chúng ta ôi phải sử dụng cái hệ thống tách bóc nó ra. Sau đó đợi các cán bộ và các chuyên tri cục xuống rồi chúng ta cùng tiêu hủy. Trong quy chuẩn QCVN01-163 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành năm 2014, thì cỏ kế đồng là thực vật sẽ gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng, tăng chi phí sản xuất nếu phát tán ra ngoài môi trường. Nhưng trên thực tế, Việt Nam chưa có nghiên cứu nào khẳng định hoặc ghi nhận loài cỏ này đã có mặt ở Việt Nam, nên nhiều ý kiến cho rằng lệnh cấm thực hiện ở thời điểm này là chưa phù hợp. Thì tôi thấy là cái biện pháp này không phù hợp, bởi vì đây không phải là một trường hợp gấp. Chưa kể là gì? Chưa kể là nó chỉ có cái mối nguy hại về mặt môi trường thôi, chứ tôi khẳng định nó không hề độc hại. Chưa có một chứng minh nào để thấy là đấy, nó có độc hại đối với con người. Hiện 25% lượng nhập khẩu lúa mì dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, còn lại dùng trong chế biến thực phẩm. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu bắt buộc phải cấm lúa mì lẫn cỏ kế đồng thì chỉ áp dụng đối với những lô hàng nhập về làm giống, không nên cấm đối với sản phẩm nhập về chế biến. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì làm sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo, VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây mì đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp.
tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145, luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam. Đam mê muốn chăn nuôi để góp phần đưa ra thị trường một cái nguồn thực phẩm nó đảm bảo cho sức khỏe con người. Chăn nuôi để giúp người dân, những người có thu nhập thấp có thể tiếp cận được những thực phẩm sạch. Chắc chắn tất cả các sản phẩm được sản xuất ra từ khởi nghiệp sẽ là sản phẩm sạch. Từ khi bắt đầu kế hoạch sản xuất, nhìn cái cơ sở chăn nuôi nó quá sộc sạch. Đi vào đến cái khu trang trại này là rất khó khăn. Muốn nuôi cá thì không có vịt ở đây. Khi nhập giống, bám bên này ra để có bám bên đấy là lật xe đấy. Thẻ vất quá thẻ ạ. Này mà không tâm huyết, bỏ chương trình mất. Cái này là một cái sai lầm cơ bản của nông dân. Cứ nghĩ vườn tốt, cây tốt, chọn cái đó làm giống là sai lầm. Trong suốt quá trình sản xuất, vườn này năm ngoại là thiệu ca lê này. Cắt là phải chọn vào những cái ngày nắng ráo như thế này, chứ còn những ngày mưa tuyệt đối không được cắt đĩa. Đến khi thu hoạch sản phẩm, chương trình không đem tiền mặt cho anh, vâng, nhưng để cho anh làm được ra tiền. 2.000 con gà này thì anh chỉ lấy được 46 triệu. Xin chúc mừng anh chị. Dạ, chúc mừng nha. Khởi nghiệp, chương trình truyền hình thực tế, thiết thực và hấp dẫn với nhiều tình huống bất ngờ. 2,5 cân trở lên còn 4 cân tôi bán ra khác chứ làm gì có chuyện. Trong chỗ này con nào ấy chân anh bỏ ra tôi trừ tiền ông, còn lớn như không què chân không lở rốn công bắt. Để tham gia chương trình khởi nghiệp, bà con gửi hồ sơ về địa chỉ Ban tổ chức chương trình khởi nghiệp kênh VTC16, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hồ sơ gồm đơn xin tham gia chương trình, trong đó nêu rõ kế hoạch sản xuất, gồm diện tích, số vốn, mô hình dự định triển khai, sơ yếu lý lịch có dấu của địa phương, 2 ảnh 4x6, một bảng photo chứng minh nhân dân. Khởi nghiệp 21 giờ 10 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên 3N VTC16. VTC16, khởi nghiệp cùng nông dân.